Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn đã đến với bản tin Việt Nam Sport ngày 25 tháng 4 năm 2023. Ngay sau đây, mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức những nội dung chi tiết. U22 Việt Nam lại gây thất vọng lớn, thua trắng trước đội hạng nhất. Sau trận thua 2-3 trước câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh vào tối ngày 11 tháng 4, cao thủ U22 Việt Nam được kỳ vọng sẽ làm tốt hơn ở trận giao hữu cuối cùng trước khi lên đường sang Campuchia tham dự SEA Games. Đối thủ của đội tuyển U22 Việt Nam là câu lạc bộ đang thi đấu ở giải hạng nhất Bà Rịa Vũng Tàu. Việc có một chiến thắng sẽ có ý nghĩa giúp cho cao thủ lấy lại sự tự tin và động lực trước khi bước vào giải đấu chính thức. Tuy nhiên, chúng ta thêm một lần nữa đã gây thất vọng khi để thua với tỷ số 0-1 trước cao thủ Bà Rịa Vũng Tàu. Bàn thắng duy nhất được ghi do công của Khánh Duy ở phút thứ 23 của trận đấu. Đây là tiền đạo sinh năm 2003 nhưng không được gọi tập trung lên cùng U22 Việt Nam. Sau khi đã loại 7 cầu thủ ở hôm trước đó, huấn luyện viên Philippe Chuzier đã quyết định thay đổi nhiều vị trí trong đội hình xuất phát của U22 Việt Nam trong trận gặp Bà Rịa Vũng Tàu. Huy Hoàng là người được tin tưởng bắt chính khi Qua Văn Chuẩn đang gặp một số vấn đề về sức khỏe. Trên hàng công, tiền đạo giàu kinh nghiệm nhất U22 Việt Nam vào thời điểm này là Văn Tùng được xuất phát ngay từ đầu. Sang đến hiệp 2, huấn luyện viên Chuzier cũng đã thay đổi toàn bộ đội hình và thủ môn Cao Văn Bình đã được trao cơ hội. Các nhân tố được kỳ vọng tạo nhiều đột biến như Khuất Văn Khang, Văn Trường cũng được tung vào sân nhưng chưa thể đem lại hiệu quả. Chung cuộc, U22 Việt Nam nhận trận thua với tỷ số 0-1 trước Bà Rịa Vũng Tàu đã thất bại trong cả hai trận đấu giao hữu trước thềm SEA Games 32. Dù sao, 90 phút vừa qua của U22 Việt Nam được đánh giá là đã tiến bộ và chưa gắn kết hơn so với trận thua 2-3 trước đó gặp Thành phố Hồ Chí Minh. Theo kế hoạch, U22 Việt Nam sẽ di chuyển lên Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 25 tháng 4 và ngày 26 tháng 4 sẽ khởi hành sang Campuchia để tham dự SEA Games 32. Trước trận đấu ra quân một ngày, tức là ngày 29 tháng 4, ở buổi họp kỹ thuật, huấn luyện viên Philippe Chuzier sẽ chốt danh sách chính thức 20 cầu thủ và một thủ môn dự phòng. Chi hơn 3.000 tỷ đồng, Campuchia tuyên bố tổ chức SEA Games 32 như Olympic. Thưa quý vị và các bạn, theo tờ Tmay đưa tin thì Campuchia đã chi thêm 7 triệu đô la Mỹ để bổ sung vào kinh phí tổ chức SEA Games 32. Phần bổ sung kinh phí chủ yếu phục vụ cho việc chi trả những phí sinh hoạt của 11 đoàn thể thao tham dự SEA Games 32. Các đoàn thể thao được miễn phí chi phí lưu trú ăn uống theo quyết định của ban tổ chức. Trước đó, kế hoạch tổ chức của nước chủ nhà là dự kiến chi 124 triệu đô la Mỹ cho cả SEA Games 32 và Paragames. Chi phí này bao gồm việc xây dựng một số công trình thể thao và nhiều hạng mục đi kèm. Với khoản chi thêm này, tổng chi phí tổ chức SEA Games 32 và Paragames của Campuchia được nâng lên thành 131 triệu đô la Mỹ, tương đương hơn 3.000 tỷ đồng. Không chỉ miễn phí ăn ở, di chuyển của các đoàn thể thao trong làng vận động viên của SEA Games 32, U22 Việt Nam và một số đội tuyển khác của các đoàn thể thao chọn khách sạn ở ngoài làng vận động viên trong thời gian dự giải cũng được ban tổ chức hỗ trợ chi phí. Thưa quý vị, ông Charuem, tổng thư ký ban tổ chức SEA Games 32 tuyên bố nước chủ nhà sẽ mang đến trải nghiệm theo tiêu chuẩn Olympic ở kỳ đại hội lần này. Đoàn thể thao Việt Nam dự SEA Games 32 với 700 vận động viên. Mục tiêu của toàn đoàn là giành từ 90 đến 120 huy chương vàng và nằm trong top 3. Đây là con số khiêm tốn so với cột mốc kỷ lục 205 huy chương vàng mà đoàn thể thao Việt Nam đã đạt được ở SEA Games 31 trên sân nhà. SEA Games diễn ra theo thông lệ, bình thường là 2 năm một lần. Đây là sự kiện thể thao lớn nhất khu vực Đông Nam Á. SEA Games 32 được tổ chức tại Campuchia diễn ra từ ngày 5 tháng 5 đến ngày 17 tháng 5. Đây là lần đầu tiên đất nước xứ chùa tháp đăng cai đại hội thể thao Đông Nam Á. Đến hôm nay thì công tác chuẩn bị cho SEA Games 32 đã được nước chủ nhà hoàn tất. Dự kiến có khoảng 12.000 thành viên đến từ các đoàn tham dự đại hội. Các kế hoạch về di chuyển, ăn ở đã được triển khai kỹ lưỡng. Khoảng 3.500 người lưu trú tại làng vận động viên, 2.000 người được bố trí ở các khách sạn 4 sao trở lên và gần khu vực thi đấu. 2.000 người dự các môn ở 4 địa phương sẽ ở các khách sạn đầy đủ tiện nghi. Thủ môn số 1 đội tuyển nữ Việt Nam quyết giành huy chương vàng SEA Games 32. Chiều ngày 24 tháng 4, đội tuyển nữ Việt Nam đã có buổi tập với cường độ cao nhằm chuẩn bị cho trận đấu cuối cùng với đội bóng nữ của trường đại học Osaka diễn ra vào ngày 26 tháng 4 tới đây. Phát biểu trước khi buổi tập diễn ra, thủ môn Kim Thanh của đội tuyển Việt Nam cho biết: "Mục tiêu của tôi cũng như là toàn đội đó chính là bảo vệ tấm huy chương vàng SEA Games ở bảng đấu sắp tới Philippines thường chơi bóng bổng. Chính vì thế ngoài Thái Lan thì đội tuyển Việt Nam cũng cần chú ý với các cầu thủ cao to thường chơi bóng bổng cũng như đánh trung lộ giống như Philippines." Nói thêm về tình hình hiện tại của bản thân, thủ môn của đội tuyển Việt Nam cho biết: "Trước đó tôi bị chấn thương nên không thể thi đấu các trận đấu ở vòng loại 1 Olympic tại Nepal. Vì vậy, trong đợt tập huấn lần này tôi sẽ tập trung cải thiện kỹ chiến thuật, phản xạ nhiều hơn, rèn thêm về bóng bổng và chơi chân. Những trận giao hữu vừa qua, các đội bạn đều có kỹ thuật tốt, thi đấu theo từng khối, đập nhả nhanh. Ngày hôm qua, huấn luyện viên Malik Chung cho các cầu thủ khởi động và làm nóng khá kỹ trước khi bước vào buổi tập. Nhìn chung sức khỏe, thể chất và tinh thần của toàn đội đều đang ổn định, sẵn sàng hướng tới mục tiêu bảo vệ thành công tấm huy chương vàng ở SEA Games 32." Cổ động viên Campuchia chen lấn nhận vé xem SEA Games 32 miễn phí. Trang truyền thông chính thức của SEA Games 32 vừa đăng tải loạt hình ảnh tại địa điểm nhận vé xem miễn phí các môn thể thao của đại hội lần này. Nước chủ nhà Campuchia miễn phí toàn bộ vé vào xem các môn thể thao, bao gồm cả môn bóng đá nam. Đội tuyển đầu tiên của họ xuất trận là U22 Campuchia ở môn bóng đá nam. Sáng ngày 24 tháng 4, ban tổ chức SEA Games 32 bắt đầu phát vé miễn phí tại các địa điểm được thông báo từ trước. Hàng nghìn người đã có mặt vây kín các quầy vé. Đây cũng là môn thể thao mà người Campuchia đặt nhiều kỳ vọng. Sau những tiến bộ trong quá thời gian gần đây, bóng đá Campuchia không giấu giếm tham vọng vượt qua được vòng bảng của môn bóng đá nam
thậm chí là tiến xa hơn. Theo quy định, người hâm mộ muốn sở hữu vé vào sân xem các trận đấu cần phải tải ứng dụng chính thức của SEA Games, đăng ký nhận vé và ban tổ chức sẽ trả lại một mã QR. Khi đến các địa điểm nhận vé được chỉ định, người hâm mộ xuất trình mã QR và nhận vé. Tuy nhiên, trong buổi phát vé đầu tiên vào sáng ngày 24 tháng 4, nhiều cổ động viên đã phàn nàn trên trang thông tin của ban tổ chức rằng ứng dụng SEA Games 32 trục trặc khiến họ không đặt được vé sớm. Thưa quý vị, chi tiết vừa rồi cũng đã khép lại bản tin Vietnam Sport ngày hôm nay của chúng tôi. Trân trọng cảm ơn toàn thể quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên bấm subscribe ngay kênh YouTube Vietnam Sport và đồng hành cùng với chúng tôi cũng như đoàn thể thao Việt Nam ở SEA Games 32. Xin chào, hẹn gặp lại! Đợt tập huấn Nhật Bản này thì Thanh muốn cải thiện những kỹ năng nào của bản thân? Trong lần tập huấn Nhật Bản này thì trong cái giải đấu vừa rồi thì em bị chấn thương không thể ra sân những trận đấu ở Nepal. Thì trong đợt tập huấn này thì em cải thiện về chiến thuật cũng như là cái phản xạ là bóng bổng để sắp tới thì có Philippines là có rất nhiều những cầu thủ nhập tịch và họ thi đấu tấn công khá là tốt. Thì Thanh có muốn rèn luyện thêm kỹ năng gì hay là có cái kinh nghiệm gì để có thể đối phó lại cái điều này? Đội Philippines thì họ hay đá bóng bổng thì em cũng đang cố gắng rèn luyện thêm bóng bổng cũng như là chơi chung. Thế bên cạnh Philippines thì có lo ngại về đối thủ nào không? Thái Lan ạ, thì họ cũng có nhiều cầu thủ to cao, thì Thái Lan thì họ cũng chơi vừa đánh trung lộ cũng như là bóng bổng. Trong đợt tập huấn Nhật Bản thì Kim Thanh muốn cải thiện những điều gì ở bản thân? Trong đợt tập huấn Nhật Bản này thì em muốn cải thiện về kỹ thuật cũng như là bóng bổng. Trong những trận đấu giao hữu vừa rồi thì có rút được kinh nghiệm nào cho những cái mục tiêu sắp tới không? Những trận giao hữu vừa rồi thì đội bạn rất là có kỹ thuật, họ thi đấu theo từng khối, đập giá rất là nhanh nên là vậy thì mục tiêu của Thanh ở SEA Games sắp tới là gì? Mục tiêu sắp tới của em